giáo viên tôi đã chọn khi ra trường ngày xưa. Nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ. Nghề nhà giáo tuy có vất vả, vì hạnh phúc tương lai đàn em, vì tổ quốc quê hương đẹp hơn, nên tôi yêu sao nghề giáo viên. Nghề đã theo bao năm dài dưới mái trường tôi yêu. Nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai. Nghề đã sống trong trái tim này, nguyện ươm đắp cho bao mầm xanh. Dù vượt khó gian nan kề bên, luôn vươn lên đắp xây cho đời. Tôi yêu sao từng ánh mắt, yêu con tim khát khao yêu nghề. Tôi yêu sao hàng ghế đá, bóng cây sân trường. Bao yêu thương trong từng trang sách, cho em tôi ước mơ đông đầy. Qua gian lao khó khăn không màng, tôi vẫn vượt lên. Tôi yêu sao mầm non Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm luôn tiên phong trong việc ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Chính vì vậy, nhà trường đã được lựa chọn để tổ chức tuyên truyền chuyên đề tiếp cận quốc tế lớp học kết nối. Chương trình đã tạo cơ hội để giáo viên các trường mầm non trên địa bàn quận được trao đổi, tìm hiểu về những phương pháp dạy học hiện đại. Trên hình ảnh là tiết học của các bé lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Hồ Tùng Mậu. Với chủ đề của bài học là tìm hiểu về quá trình phát triển của cây hoa phong lan và ứng dụng bằng phương pháp lớp học kết nối, giáo viên đã mang đến cho các em học sinh sự hào hứng, mạnh dạn tham gia tìm hiểu kiến thức. Đặc biệt, hoạt động này còn tạo cơ hội để trẻ tiếp cận cách học mới của thời đại công nghệ 4.0, cũng như mở rộng không gian học tập và trải nghiệm. Đây cũng chính là những hiệu quả thực tế được nhà trường chia sẻ cùng các đồng nghiệp trên địa bàn quận sau 2 năm triển khai ở 100% các lớp. Học kết nối thì các con sẽ là người được trực tiếp đặt ra những vấn đề thắc mắc để hỏi với những chuyên gia về lĩnh vực mà các con đang muốn tìm hiểu và khám phá. Bản thân tôi là giáo viên thì tôi thấy rằng là lớp học kết nối này giúp cho các con rất là tự tin, mạnh dạn và các con chủ động đưa ra được những câu hỏi của bản thân mình và giúp các con phát triển về tư duy rất là tốt ạ. Các bạn nhỏ sẽ được tham gia, được trải nghiệm ở nhiều, được tham gia được nhiều lĩnh vực này. Các bạn có thể được mở rộng không gian giao tiếp không còn chỉ là ở trong các trường học mà có thể là ra trên thế giới. Ngoài kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nói chung và lớp học kết nối nói riêng, thì ở lần sinh hoạt chuyên môn lần này, trường mầm non Hồ Tùng Mậu còn chia sẻ kinh nghiệm khi triển khai ứng dụng robot trong dạy và học, mà cụ thể là dạy trẻ ngôn ngữ lập trình thông qua robot Bipot ở các lứa tuổi từ mẫu giáo bé đến mẫu giáo lớn. Bipot là chú robot đồ chơi xinh xắn được thiết kế cho trẻ em mẫu giáo, có vài nút bấm cơ bản là tiến lên, lùi xuống, sang phải, sang trái. Trẻ em sẽ dễ dàng hiểu được cách bấm nút để điều khiển chú robot Bipot đi đến vị trí mong muốn. Đây là một công cụ hữu hiệu dành cho giáo viên, tăng cảm hứng cho học sinh. Thông qua các hoạt động trò chơi, trẻ sẽ hình thành và được rèn luyện kỹ năng phán đoán, tính toán, lập kế hoạch và phát triển giao tiếp. Ở các nhóm tuổi lớn hơn, trẻ có thể được tiếp cận các loại robot phức tạp hơn, có thể lắp ráp được, có thể thực hiện các tính năng phức tạp hơn. Song tư duy rèn luyện kỹ năng tư duy cho trẻ thì vẫn không đổi.
Việc ứng dụng hoạt động robot WeBot ở trong trường mầm non chúng tôi hiện tại thì đang được thực hiện theo các tiết cơ bản và tiết nâng cao. Các con sẽ được làm quen với robot WeBot thông qua các tiết cơ bản để các con có thể thiết lập lệnh. Từ lệnh đơn giản đến lệnh khó và phức tạp hơn. Lệnh đơn giản thì các con sẽ đi trên cái template, cái sơ đồ ấy ạ. Còn đâu khi mà các con đã có các cái kỹ năng để tham gia những cái tiết cơ bản như thế rồi thì chúng tôi sẽ xây dựng những cái tiết nâng cao để ứng dụng vào những hoạt động như kể chuyện hay là làm quen với toán hay là khám phá để các con phát triển hơn nữa cái tư duy và ngôn ngữ lập trình. Trường cũng rất là mạnh dạn đi đầu trong cái hoạt động ứng dụng robot này trên cái sự tự tìm tòi, tự học hỏi của các cô. Qua một cái hoạt động được tập huấn STEAM cho sở tổ chức thì nhà trường đã về quyết tâm đầu tư và tự tìm tòi, tự xây dựng các đề tài và triển khai từng bước một trong nhà trường. Đầu tiên là điểm một lớp, sau đấy thì nhân rộng sang một khối và tiếp tục nhân rộng dần sang các khối tiếp theo. Và năm nay thì nhà trường đã làm điểm ở lớp mẫu giáo lớn một lớp và mẫu giáo bé một lớp nữa. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng về trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ. Nhờ có công nghệ thông tin và Internet, thế giới đã trở nên phẳng. Chúng ta sử dụng rất nhiều trí tuệ nhân tạo để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, hiệu quả làm việc cao hơn. Do đó, chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho con cái của chúng ta bằng cách trang bị cho các con những kỹ năng làm chủ cuộc sống. Đó là kỹ năng tư duy logic, lập kế hoạch hay nói cách khác là lập trình để các con có thể chủ động làm chủ, điều khiển các thiết bị thông minh, phục vụ cuộc sống và công việc. Và những tiết học ứng dụng các phương pháp, thiết bị hiện đại được triển khai ở ngôi trường này và nhiều trường mầm non khác của Hà Nội đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại công nghệ 4.0. Giáo viên tôi đã chọn khi ra trường ngày xưa. Nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ. Nghề nhà giáo tuy có vất vả vì hạnh phúc tương lai đàn em, vì tổ quốc quê hương đẹp hơn nên tôi yêu sau nghề giáo viên. Đã theo bao năm dài dưới mái trường tôi yêu, nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai, nghề đã sống trong trái tim này nguyện ươm đắp cho bao mầm xanh, dù vượt khó gian nan kề bên luôn vươn lên đắp xây cho đời. Tôi yêu sao từng ánh mắt, yêu con tim khát khao yêu nghề. Tôi yêu sao hàng ghế đá bóng cây sân trường, bao yêu thương trong từng trang sách cho em tôi ước mơ đông đầy. Qua gian lao khó khăn không màng tôi vẫn vượt lên. Tôi yêu sao nghề nhà giáo chọn khi ra trường ngày xưa. Nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ. Nghề nhà giáo
trai đàn em. Vì tổ quốc quê hương đẹp hơn nên tôi yêu sau nghề giáo viên. Nghề đã theo bao năm dài dưới mái trường tôi yêu. Nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai. Nghề đã sống trong trái tim này, nguyện ươm đắng cho bao mầm xanh. Dù vượt khó gian nan kề bên, luôn vươn lên đắp xây cho đời. Tôi yêu sao từng ánh mắt, vượt lên. Tôi yêu sao nghề nhà giáo luôn tươi vui hát bên em thơ. Tôi yêu sao bài giáo án theo tôi mỗi ngày luôn bên tôi bằng phần trang trước theo chân tôi đến hết con đường. Luôn thương yêu tâm hồn trong sáng giáo viên nghề tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.